Chào tất cả mọi người, hôm nay mẹ sẽ làm món đây là cà rốt thịt, đây cà chua và đây dưa leo. Mẹ sẽ làm món trứng và cà rốt dưa leo với đây cà tím ở nhà. Giờ thì mẹ sẽ cắt quả to ra đá xong rồi. Mẹ con ăn nha. Con trai mẹ ăn nha. Xong rồi cả nhà này, giờ mẹ làm được rồi. Đây, đổ này ra đây nha. Thì xong rồi cả nhà này, được cái bọt thôi. Ngon lắm nè, làm cho con trai ăn nè. Ăn kia, ăn nha. Ăn chưa? Mày làm ngon chưa? Làm cho con tay ăn ngon chưa? Cầm dĩa lên là tị một trang dĩa uống đồ trang mạch chung á. Này lũ mẹ trong người cả nhà nên không muốn chơi cả nhà, cũng không chịu ngồi luôn, ngồi trên người mẹ vậy thôi. Này mẹ sẽ nấu ra cho nóng nóng dèm thêm nha, thì nó đầy nha. Đang giữ dĩa cho mẹ bỏ đồ ăn cả nhà. Không mà giữ cái đấy thì mình sạch xung quanh luôn cả nhà. Cầm dĩa chơi mẹ đồ ăn hay không muốn ngồi luôn hả nhà.
lúa thể đồng người phòng đồng bạn.